Cô xin chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện ôn tập đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn lịch sử địa lý lớp 7. Trong phần ôn tập của chúng ta hôm nay sẽ gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận ở phân môn lịch sử và phân môn địa lý. Trong phần trắc nghiệm thì cô lưu ý là các em sẽ ôn tập mà câu hỏi và chúng ta sẽ học cái câu trả lời đúng cho cái câu hỏi đó. Trong mỗi câu trắc nghiệm thì chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D. Thì các em sẽ lựa chọn cái đáp án đúng và chúng ta học cái đáp án đúng đó. Chúng ta sẽ không có ôn theo cái cách là câu số 1 câu trả lời đúng là A, B, C hay D. Bởi vì khi thực hiện cái đề kiểm tra thì có thể sẽ thay đổi cái đáp án đó, là cái câu không có giống như là trong phần ôn tập. Cho nên chúng ta bắt buộc phải học theo cách là câu hỏi và học câu trả lời đúng. Các em nhớ thực hiện cái lưu ý này của cô để đạt được kết quả tốt nhất cho bài kiểm tra của mình nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Câu số 1: Hai quốc gia tiên phong thực hiện những cuộc phát kiến địa lý cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16 là hai quốc gia nào? Thì câu trả lời đúng cho câu này là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Câu số 2: Nhà thám hiểm nào đã thực hiện chuyến đi vòng quanh trái đất đầu tiên của nhân loại bằng đường biển? Câu trả lời đúng của mình chính là nhà thám hiểm Magellan. Ông đã thực hiện chuyến vòng quanh trái đất đầu tiên của nhân loại trong thời gian hết 3 năm, từ năm 1519 đến năm 1522. Câu số 3: Nông dân mất đất phải vào làm thuê trong các đồn điền, trang trại, họ bán sức lao động và họ đã trở thành cái tầng lớp nào? Thì trong câu này đáp án đúng chính là công nhân nông nghiệp. Câu số 4: Từ thế kỷ 16, trong các thành thị Tây Âu, tổ chức vườn hội dần dần được thay thế bằng tổ chức nào? Đáp án đúng của câu này chính là các công trường thủ công. Các công trường thủ công đã xuất hiện thay thế cho các vườn hội được thành lập ở các thành thị Tây Âu trước đó. Câu số 5: Các chủ đất ở nông thôn cũng chuyển dần sang kinh doanh tư bản chủ nghĩa, lập các đồn điền, trang trại lớn, thuê mướn nhân công, dần trở thành tầng lớp nào? Mà họ chính là tầng lớp tư sản nông nghiệp. Các em chọn đáp án đúng là tư sản nông nghiệp. Câu số 6: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa nảy sinh ở Tây Âu đã dẫn đến sự hình thành của hai giai cấp mới, là hai giai cấp nào? Đó chính là giai cấp tư sản và vô sản. Đáp án đúng của chúng ta là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Câu 7: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Chúng ta có cái câu là: Từ trong phong trào văn hóa phục hưng đã xuất hiện những... Thì các em sẽ chọn cái đoạn thích hợp, đó là con người khổng lồ. Trong phong trào văn hóa phục hưng đã xuất hiện những con người khổng lồ. Chúng ta hiểu họ chính là những cái con người vĩ đại, cao cả, đã sẵn sàng đấu tranh cho những cái tư tưởng mới, đúng đắn về khoa học, về văn học và hội họa. Câu số 8: Trong tác phẩm của mình, các nhà văn hóa thời phục hưng đã đề cao điều gì? Các em chọn đáp án đúng, đó là giá trị và vẻ đẹp của con người. Các nhà văn hóa thời phục hưng, họ đã dùng cái tác phẩm của mình để đấu tranh chống lại phong kiến, chống lại giáo hội Thiên Chúa. Thì trong đó họ đã đề cao giá trị của con người và vẻ đẹp của con người. Nên đáp án đúng chính là câu giá trị và vẻ đẹp của con người. Câu số 9: Phong trào cải cách tôn giáo đã dẫn đến việc Thiên Chúa giáo bị phân chia thành hai giáo phái nào? Các em sẽ chọn đáp án đúng, đó là Công giáo và Đạo Tin Lành. Sau cái phong trào cải cách tôn giáo thì Thiên Chúa giáo đã bị phân chia thành hai giáo phái mới,
gọi là tân giáo và cựu giáo. Thì cái tân giáo, tân giáo và là đạo Tin Lành, còn cựu giáo là công giáo. Cho nên các em chọn đáp án là công giáo và đạo Tin Lành. Câu số 10, các em sẽ điền vào cái ô cho sẵn. Các em sẽ chọn cái câu mà cô cho trong câu 10 là đúng hay là sai. Câu được cho là Dante là người đầu tiên trong phong trào văn hóa phục hưng, là người đi tiên phong trong phong trào văn hóa phục hưng, đúng hay sai? Thì với câu này các em sẽ chọn đây là câu đúng. Các em sẽ đánh dấu X vào cái ô đúng. Câu 11, so với lãnh địa phong kiến, thành thị trung đại Tây Âu có điểm gì khác biệt? Thì các em chọn đáp án đúng, đó là nền kinh tế hàng hóa trong các thành thị rất phát triển. Bởi vì chúng ta biết là lãnh địa phong kiến là một cái nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp khép kín. Còn thành thị trung đại Tây Âu là nền kinh tế hàng hóa rất phát triển ở các thành thị. Câu 12, nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự sụp đổ của đế chế La Mã và chế độ chiếm hữu nô lệ cổ đại là gì? Thì các em chọn đáp án đúng cho cô, đó là do cuộc xâm lược của các bộ tộc người Sétman. Câu 13, bức tranh dưới đây có tên là gì? Quan sát bức tranh thì ai cũng biết đây là bức tranh nổi tiếng của nhà danh họa Leonardo da Vinci, là bức tranh La Joconde hay là bức tranh nàng Mona Lisa. Câu 14, một tôn giáo tiện lợi phù hợp với giai cấp tư sản được thể hiện rất rõ trong cách bài trí nhà thờ Tin Lành, không có tranh ảnh, tượng thờ, ghế ngồi bằng gỗ cứng, thậm chí bên cạnh bục giảng của mục sư còn treo chiếc đồng hồ cát để đếm thời gian thuyết giảng. Đoạn tư liệu trên đã đề cập đến nội dung nào của phong trào cải cách tôn giáo? Thì chúng ta biết đây là một trong những nội dung đấu tranh của phong trào cải cách tôn giáo. Đó là cái nội dung không thờ tranh, tượng và xây dựng một tôn giáo đơn giản, tiết kiệm. Câu 15, dựa vào bản đồ khí hậu châu Âu, em hãy sắp xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam các đới khí hậu của châu Âu. Thì quan sát hình 1.2 bản đồ khí hậu châu Âu và dựa vào cái ký hiệu màu sắc trong phần chú thích, chúng ta có thể nhận thấy được rằng sự phân bố khí hậu ở châu Âu từ Bắc xuống Nam đó là đới khí hậu cực và cận cực, rồi tới đới khí hậu ôn đới, và cuối cùng là đới khí hậu cận nhiệt. Như vậy đáp án các em sắp xếp đúng cho cô là 3, 2, 1. Thì cái phần này cũng có thể thay đổi trong cái đề kiểm tra, cho nên các em phải học sự sắp xếp của các đới khí hậu từ Bắc xuống Nam, đó là đới khí hậu cực và cận cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận nhiệt. Các em không học thứ tự như trong phần ôn tập này mà phải học cái phần phân bố các đới khí hậu theo thứ tự từ Bắc xuống Nam của châu Âu nhé. Câu 16, nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sinh hoạt và sản xuất ở châu Âu là từ nguồn nào? Chúng ta dễ dàng biết được đáp án đúng ha, đó là từ nước sông và nước ngầm. Câu 17, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Âu như thế nào? Chúng ta sẽ chọn đáp án đó là rất thấp. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Âu rất thấp. Trong phần bài học, chúng ta cũng đã biết tỷ lệ gia tăng dân số thì có hai cách gia tăng, đó là gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ giới. Ở đây đề bài đang hỏi là gia tăng dân số tự nhiên, thì chúng ta chọn đáp án đúng, đó là rất thấp. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Âu rất thấp. Câu 18, châu Âu có cơ cấu dân số như thế nào? Thì dựa vào cái cơ cấu dân số theo nhóm tuổi thì chúng ta có đáp án đúng, đó là châu Âu có cơ cấu dân số già.
Câu 19. Năm 2020, tỷ lệ dân cư châu Âu sống trong các đô thị là chiếm bao nhiêu phần trăm? Chiếm bao nhiêu phần trăm? Thì trong cái câu này thì chúng ta có cái đáp án là chiếm 75%. Chiếm 75% là dân cư thành thị. Câu 20. Dựa vào bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở châu Âu năm 2020, em hãy kể tên các đô thị có số dân trên 10 triệu dân để chúng ta xem cái phần chú giải để biết được ký hiệu của đô thị có trên 10 triệu dân. Chúng ta xác định được đó là Moscow và Paris. Câu 21. Tỷ lệ độ che phủ rừng ở châu Âu năm 2020 là bao nhiêu? Thì chúng ta chọn đáp án đúng là 35%. Câu 22. Hoạt động khai thác quá mức tài nguyên, vấn đề ô nhiễm không khí, nước, biến đổi khí hậu đã gây ra điều gì về thiên nhiên ở châu Âu? Thì hậu quả đó là gây ra suy giảm đa dạng sinh học. Các em chọn câu đó là câu trả lời đúng. Câu 23. Đâu không phải là giải pháp để cải thiện chất lượng môi trường nước? Các em chú ý ở câu hỏi này, đề bài hỏi là không phải nha, không phải là giải pháp để cải thiện chất lượng môi trường nước. Thì đáp án đúng của mình đó là cái giải pháp sử dụng các chất hóa học để xử lý nước sạch. Thì đây không có phải là giải pháp để thực hiện cải thiện chất lượng môi trường nước. Câu 24. Đa dạng sinh học giữ vai trò quan trọng đối với châu Âu là gì? Đáp án của mình sẽ là đa dạng sinh học rừng và biển. Câu 25. Châu Âu có thuận lợi gì để thúc đẩy sự phát triển mạnh của ngành thủy sản? Thì câu này mình chọn đáp án đúng là cái thuận lợi đó là nguồn lợi sinh vật biển đa dạng. Câu 26. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Câu của đề bài cho là châu Âu có tỷ lệ nữ ...nam. Thì các em sẽ chọn cái đáp án để điền vào cái chỗ trống này. Thì đáp án đúng của mình chính là cao hơn. Cao hơn là mình đã xem cái biểu đồ biểu diễn cái cơ cấu dân cư châu Âu theo giới tính, thì mình đã nhìn thấy được là tỷ lệ nữ cao hơn tỷ lệ nam, nên các em chọn đáp án đúng là cao hơn. Câu 27. Nguồn năng lượng sạch thân thiện với môi trường được các quốc gia châu Âu sử dụng ngày càng nhiều là nguồn năng lượng nào? Thì chúng ta biết được đó là năng lượng tái tạo từ gió, mặt trời, địa nhiệt. Câu 28. Vai trò chủ yếu của người nhập cư vào châu Âu là gì? Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng đó là giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần ôn tập tự luận. Ở phân môn lịch sử thì sẽ có các câu hỏi là nêu hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lý ở thế kỷ 15-16. Câu hỏi số 2. Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo ở Tây Âu? Thì những cái câu tự luận này các em sẽ ôn tập các ý đã được học. Rồi chúng ta sẽ trình bày theo như nội dung đã học trên lớp cũng như trong đề cương ôn tập. Câu số 3. Nêu ý nghĩa và tác động của phong trào văn hóa phục hưng đối với xã hội Tây Âu. Thì câu này có hai phần, một là ý nghĩa, hai là tác động. Các em cũng sẽ nêu ra các ý chính như đề cương đã trình bày và mình được học trên lớp. Đến với phân môn địa lý thì đề bài sẽ có những cái câu tự luận. Chúng ta sẽ ôn tập các nội dung là: câu số 4, trình bày đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu. Câu số 5, trình bày biện pháp bảo vệ không khí ở châu Âu.
Câu số 6, đề bài cho một cái bảng số liệu, đó là cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu giai đoạn từ năm 1950 đến 2020. Các em sẽ xem cái bảng cơ cấu dân số này theo các nhóm tuổi: nhóm từ 0 đến 14 tuổi, nhóm từ 15 đến 64 tuổi, nhóm từ 65 tuổi trở lên, qua các năm: năm 1950, năm 1970, năm 1995 và năm 2020. Và các em sẽ viết nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi trong cái giai đoạn từ năm 1950 đến 2020. Thì với cái bảng cơ cấu đã cho sẵn số liệu như thế này, các em có thể dễ dàng nhận thấy được cái thay đổi, đó là nhóm tuổi nào ngày càng tăng, nhóm tuổi nào thì chiếm vị trí ở mức cao, và cái nhóm tuổi nào ngày càng giảm. Các em cứ trình bày theo cái nội dung mà mình đã được học, cũng như là mình đã xem xét cái bảng cơ cấu dân số với các số liệu được cho sẵn. Và các em kết luận châu Âu có cơ cấu dân số già do tỷ lệ sinh ngày càng giảm và tuổi thọ trung bình của người dân châu Âu ngày càng tăng cao. Đó là những gì mà đề cương ôn tập đã thực hiện cho các em ở cả phân môn lịch sử và địa lý. Cô chúc các em ôn tập tốt và đạt được kết quả cao trong bài kiểm tra của mình nhé. Mến chào các em.